Buổi một ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen về phương pháp. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ những cái phần đầu tiên. Để nói về âm dương khí công Bùi Đức Châu thì điều đầu tiên chúng ta phải nói về thầy của mình, thầy tổ Bùi Đức Châu. Thế giới có rất nhiều người phong tặng, có rất nhiều các tổ chức phong tặng cho thầy. Chúng ta lên Google trên mạng, chúng ta chỉ cần gõ giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu ra thì có hàng triệu kết quả. Có rất nhiều các chứng thư, có rất nhiều các công trình được vinh danh, có rất nhiều các gì ạ, các tên gọi, các gì ạ, danh xưng mà bạn bè quốc tế, các tổ chức y học quốc tế, các trường đại học trên quốc tế phong tặng cho thầy từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á, đúng không ạ? Đấy là nói về cái hình thức mà thế giới họ công nhận. Nhưng một cái điều mà tôi muốn mọi người quan tâm, chính cái việc mà chúng ta quan tâm đến cái điều này, chúng ta sẽ học tốt hơn. Đó là chúng ta cần phải biết rằng tất cả các công trình của thầy nhằm một mục đích, đó là điều đầu tiên là dành cho người Việt Nam mình. Thật sự là xúc động như vậy mọi người. Dành cho người Việt Nam mình. Thầy mong muốn dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc khỏe. Thầy mong muốn dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc thông minh, một dân tộc kiệt xuất, một dân tộc gì ạ, có mùi thơm, một dân tộc vĩ đại. Thầy mong muốn điều đó. Thông qua những công trình phát minh của thầy, chúng ta có thể đạt được điều đó. Điều đầu tiên chúng ta có thể khỏe được. Có bệnh thì bớt bệnh. Những ai chưa có bệnh thì phòng được bệnh. Công trình của thầy thì rất nhiều. Thầy quan tâm từ những em bé trong bụng mẹ có thai giáo Việt Nam. Thầy quan tâm từng bữa ăn trong mỗi gia đình có ẩm thực dưỡng sinh. Thầy quan tâm đến tập thể dục hàng ngày có thể dục tự ý Bùi Quốc Châu. Thầy quan tâm đến hơi thở chữa bệnh, hơi thở dưỡng sinh. Thì thầy có âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Và thầy có một cái bộ môn mà đại đa số rất nhiều người biết, đó là diện trần. Nghĩa là một bộ môn tác động, điều trị và chữa bệnh của người khác. Thầy còn làm đẹp nữa là Việt Massage. Có rất 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 nhiều cái công trình. Và cho đến ngày hôm nay thầy vẫn đang phát minh tiếp. Thầy in mấy nghìn câu tâm ngôn là giúp cho chúng ta được khỏe mạnh về trong tinh thần. Chữa bệnh từ tâm đấy ạ. Hát để chữa bệnh, nói để chữa bệnh, đọc sách để chữa bệnh. Tất cả mọi thứ đấy thầy phát minh là nhằm mục đích là vì con người và đặc biệt là vì dân tộc Việt Nam. Nhưng một điều rất là tuyệt vời là bạn bè trên thế giới họ cũng cảm nhận điều đó. Thế nên hàng năm là có hàng trăm nghìn cho đến hàng triệu người tiếp cận đến bộ môn này trên toàn thế Ngày xưa trước Covid ấy, là có các cái đoàn học viên từ châu Âu, đặc biệt là từ Ý, từ Pháp về rất là nhiều. Học các khóa căn bản, học các khóa nâng cao tại Việt Nam mình. Đây là một điều tự hào lớn. Mỗi khi chúng tôi nhắc đến điều này là sự thấy là tự hào, xúc động đấy. Một người có để ý thấy rằng là đối với dân tộc của chúng ta ấy, nếu chúng ta muốn đi học một cái điều gì đó mang tính cấp tiến và mới, đa phần sẽ phải gì ạ? Học của trên thế giới. Đúng không các bạn anh chị? Và chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền. Nhưng mà đây là một trong những bộ môn mà thế giới phải về Việt Nam học. Mời giảng viên Việt Nam học dạy, mời dạ, giáo viên Việt Nam đào tạo. Và chúng ta tự hào rằng họ học và họ phải mời những người phiên dịch, hoặc là chúng tôi hay nói vui ý ạ, bạn muốn học giỏi các cái bộ môn này, các bạn phải học tiếng Việt Nam. Đây là điều tuyệt vời nhất dành cho dân tộc của chúng ta. Xin cả lớp một tràng vỗ tay dành cho thầy tổ của chúng ta đi ạ. Chúng ta có thể mất chút thời gian, chúng ta lên trên mạng nó tìm hiểu thêm, đúng không ạ? Đây là một điều rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Một điều đặc biệt hơn, các phương pháp này nó không khó. Thầy Châu có một tiêu chí là đơn giản hóa để đại chúng hóa. Thế nên chương trình học này của chúng ta đi từ gì ạ, căn bản cho đến thực hành chuyên sâu thì cũng mọi thứ đều đơn giản để ai cũng có thể làm được. Mọi người nhớ điều đó giúp cho tôi nhé. Nên hãy tự tin học.
Có rất nhiều người đến với lớp đặt câu hỏi rằng là không biết là mình có học được không. Mình ốm yếu thế này, mình nhận thức thế này, mình chậm thế này, mình nhiều tuổi thế này, mình ở vùng sâu, vùng xa thế này, không biết mình có học tốt được hay không. Hay lại học âm dương công lại phải, học trực tiếp mới được. Dạ không ạ. Trải qua rất nhiều năm tháng, và đặc biệt phải cảm ơn COVID là đã cho một cái trải nghiệm, đó là chúng ta có thể làm việc với nhau từ xa và hiệu quả vẫn được đảm bảo. Tất cả cô ba anh chị đều có gì ạ? Thể học được âm dương khí công và ứng dụng rất là tốt cho chính bản thân mình. Cho dù cái chứng bệnh đó trong cơ thể của chúng ta nó nặng đến đâu, nó hiểm nghèo đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn có thêm một giải pháp về cách thở khí công để chữa bệnh. Lúc nào cũng có giải pháp. Cho dù ở ngoài kia hết giải pháp rồi thì đối với âm dương khí công vẫn còn giải pháp. Bởi vì sao? Chúng ta vẫn còn thở thì chúng ta vẫn còn điều được khí. Và lúc này chúng ta vẫn còn cơ hội chữa bệnh. Đây là điểm đặc biệt của âm dương khí công. Các bộ môn khác, các phương pháp khác, chúng ta phải có gì ạ? Các cái điều kiện. Ví dụ như làm dễ trần phải có dụng cụ này, phải hiểu về huyệt này, hoặc là cái cách cách chữa kể cả không dùng huyệt. Đúng không ạ? Lớp của chúng ta đây có nhiều người học diễn thần đúng không ạ? Đã từng học đấy. Chắc là có đấy. Có nhỉ? Tìm hiểu có. Rồi chúng ta muốn gì ạ? Tập thể dục thì chúng ta cũng phải có thời gian. Chúng ta phải có gì ạ? Cái chỗ để tập. Đúng không ạ? Chúng ta ăn uống thì cũng phải có đi mua sắm. Cũng phải gì ạ? Chọn cái chợ nào đó để mua. Muốn ăn uống chữa bệnh chúng ta cũng phải bỏ thời gian. Bỏ gì ạ? Công sức nghiên cứu để tìm hiểu. Đúng không ạ? Phải bỏ tiền ra mua. Có nhiều người bảo là từ hồi chị chuyển sang cái chế độ ăn mới này còn nhiều tiền hơn cả ngày xưa ăn ăn bình thường ăn thịt đấy, có nhiều người nói như vậy và nhiều các cái điều kiện khác nữa chúng ta mới có thể thực hiện được. Nhưng có một cái điều hay ho và tuyệt vời, chúng ta miễn là đang còn thở, tôi hay nói vui thế ạ, miễn là đang còn thở là chúng ta vẫn sử dụng hơi thở khí công để chữa bệnh được. Đây là điểm tuyệt vời của phương pháp này. Đơn giản, dễ tập và ngay lập tức có thể sử dụng được. Đối với nhiều người, hơi thở âm dương khí công có thể tác động ngay lập tức. Tôi lấy ví dụ, thở đường dương, họ ngay lập tức cảm giác người nó nóng ấy. Ví dụ thế. Thở đường âm, cảm giác chân lạnh luôn. Ngay lập tức mọi người nhé. Có nhiều người đang có một cơn đau, ngay lập tức thở vài đường, cơn đau thì nó giảm 6-70%. Cơn cao huyết áp đang đến, thở vài đường âm tự nhiên giảm luôn. Khóa học trước đấy ạ, có người đang bơi ở ngoài biển, đau bụng đấy, cách biển, cách cách bờ, khoảng một cây số có một cơn đau bụng cấp. Lúc đấy thì không có gì có thể cứu được mình. Bác sĩ thì không, thuốc men không, dụng cụ không, cô ấy gì ạ? Thở. Thế là nằm ngửa ra thở vài đường khí công, cơn đau bụng để nó được giảm luôn và an toàn quay vào bờ. Đây là những gì ạ? Báo cáo rất thực tế. Thì đấy là điểm đặc biệt riêng có của khí công, nghĩa là thông qua hơi thở để chữa bệnh. Thế thì hơi thở này nó khác gì với các hơi thở khác? Đại đa số nếu mà mọi người tìm hiểu ý ạ, trên thế giới hiện nay thì có rất nhiều các phương pháp thở. Rất nhiều các phương pháp thở. Nếu mà tính sơ sơ mà có thể thống kê được là rơi khoảng 300-400. Ngày xưa thì khoảng 200-300. Nhưng có một cái báo cáo gần đây nhất về các loại phương pháp thở. Vì tổng hợp thêm cả cái cách thở của thiền rồi của yoga và nữa. Thì khoảng 300-400 các cách thở khác nhau trên toàn thế giới. Nhiều lắm ạ. Rất là nhiều. Nhưng nếu mọi người tìm hiểu, mọi sẽ thấy đại đa số các phương pháp thở đó đều mang một đặc tính mà thôi. Có những phương pháp thì sẽ kết hợp thêm động tác sẽ rất dương. Có những phương pháp thì ngồi tĩnh tại một chỗ thì mang đặc tính âm hơn. Tôi lấy ví dụ như vậy. Ví dụ như thiền chẳng hạn. Thiền là âm hay dương ạ? Ngồi im một chỗ. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là âm và thế nào là dương. Nhưng riêng âm dương khí công Bùi Quốc Châu thì ngay cùng một lúc chúng ta có
hai cách thở, hay còn gọi là có hai đường thở cùng một lúc. Chúng ta cần âm là có âm và chúng ta cần dương là có dương. Nghĩa là cần nóng là có nóng và cần lạnh là có lạnh. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có hai chân để đi. Chúng ta không bị thiếu, chúng ta không bị hụt. Mọi người để ý rằng tất cả các phát minh của Thầy Châu đều có nguyên lý âm dương. Từ dụng cụ, từ huyệt, từ đồ hình, từ ăn uống, từ hơi thở, từ động tác tập thể dục cũng đều có âm dương. Thầy có nói rằng bản đồ của Việt Nam cũng là một bản đồ mang hình thái cực âm dương. Và đây là một điều vĩ đại nhất. Dân tộc Việt Nam mặc dù xét trên thế giới không phải là quá lớn, có thể là nhỏ ấy, ở một cái vùng ở Đông Nam Á, nhưng với một cái hình thành, hình ảnh, hình thức, nó có gì ạ? Cái trường năng lượng rất là mạnh. Đấy là những cái điều thầy chiêm nghiệm, thầy đúc kết. Thế thì trong hơi thở cũng như vậy. Thông qua hai hơi thở, đường âm và đường dương nhằm thiết lập được sự quân bình, thì lúc này sức khỏe được đảm bảo. Có thể nói âm dương khí công Bùi Quốc Châu là một cách thở, hay còn gọi là một bộ môn khoa học về thở, gồm hai đường âm và dương nhằm mục đích thiết lập được sự cân bằng, hay còn gọi là sự quân bình cho cơ thể. Đây là một định nghĩa đầy đủ và trọn vẹn về âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Tôi nhắc lại, đây là một bộ môn khoa học về thở gồm hai đường âm dương nhằm mục đích, nó phải có mục đích, mục tiêu nhá, thiết lập được sự quân bình trong cơ thể. Thế thì tại sao chúng ta lại có mục tiêu như vậy? Mọi người để ý, cơ thể của chúng ta muốn tồn tại được, hoặc là một cái xe nó đi được, nó có cần sự cân bằng không ạ? Cái gì cũng có sự cần sự cân bằng. Cái cốc nó muốn đặt ở trên mặt bằng được, nó cũng phải có cân bằng. Chúng ta đang ngồi trên ghế một cách yên ổn như thế này, nó cũng cần phải có sự gì ạ? À? Sự cân bằng, đúng mọi người? Có đúng không ạ? Có đúng không cô ba anh chị? Nghĩa là gì? Trong cuộc sống của chúng ta, chỗ nào chúng ta mà muốn có gì ạ? À? Sự tồn tại thì bao giờ cũng gồm có sự cân bằng. Thế thì sự cân bằng ở đây là gì ạ? Sự cân bằng về âm và dương. Bất kỳ lúc nào âm và dương nó có sự chênh lệch thì ngay lập tức sự mất cân bằng diễn ra. Tôi lấy ví dụ trong nhà có hai vợ chồng. Một người nói nhiều thì người kia có phải có đơn có nói nhiều không ạ? Mọi người. Nói nhiều thành cãi nhau. Hai người cùng nói. Chắc chắn khi gì ạ? Người vợ nói thì người chồng lắng nghe, hoặc là lúc gì ạ, anh chồng anh cáu lên thì người vợ lại phải lắng nghe, nghĩa là lúc anh ý dương lên thì mình phải âm xuống. Thế thì như vậy lúc đó mối quan hệ mới giữ được. Còn nếu gì ạ, anh nói một câu, chị cãi một câu, chị mắng lại một câu, anh lại nói một câu, thế thì có dẫn đến cái tình trạng động chân động tay không mọi người? Có thể lắm chứ. Hoặc là xung đột không có cách giải quyết. Nghĩa là lúc này sự cân bằng bị phá vỡ và sinh ra vấn đề. Bị vỡ, bị rạn nứt, bị gì ạ? Hỏng hóc. Có đúng không quý ông ba anh chị? Đấy là gì ạ? Nó hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng thế. Chúng ta ăn cơm thì phải có món gì ạ? Món khô, món gì ạ? Món nước. Bữa cơm của Việt Nam mình ạ, đầy đủ âm dương. Có món nóng, món nguội. Có món xào, có món luộc. Có món mặn, có món nhạt. Nếu mà mặn quá có ăn được không mọi người? Nó mất cân bằng, chúng ta không thể ăn được. Nếu trong bữa cơm ngày hôm đó, ba bốn món đều vừa xào gì ạ, vừa chiên, vừa rán, có ngon không ạ? Không ngon. Nhưng mà nếu tất cả đều luộc, đều thanh, đều tịnh, có ăn được nhiều không ạ? Chắc khó. Đấy là gì ạ? Sự mất cân bằng. Bản thân chúng ta cũng như thế.
cơ thể mình nó sẽ sinh ra bệnh khi nó mất cân bằng âm dương. Thế thì âm và dương ở đây là gì? Âm và dương đơn giản đây là hai đặc tính đối lập nhau trong cuộc sống. Nó không phải là âm phủ hay âm thế. Nó không phải là âm trần, nó không có cái phạm trù về mặt tâm linh như vậy. Âm và dương đây không phải theo định nghĩa về phong thủy, không định nghĩa về tôn giáo, không định nghĩa về tâm linh, mà âm và dương đơn giản chỉ là hai mặt đối lập nhau trong cuộc sống, giữa ngày và đêm, sáng tối, nóng lạnh, cao thấp, trên dưới, màu xanh màu đỏ, huyết áp cao huyết áp thấp, có đúng mọi người? Ăn ngon miệng, có người ăn bảo hôm nay mồm đắng thế, có người lại bảo hôm nay ăn nhạt miệng thế. Âm dương đấy ạ. À? Tim đập nhanh, tim đập chậm. Hôm nay mình thấy vui, nhưng có người thấy buồn. Có phải âm dương không mọi người? Mọi người hôm nay, tối hôm nay có cảm giác vui không ạ? Hay là buồn? Khi trời ngoài kia đang nổi gió, mưa lạnh, có phải không khí ngoài kia đang gì ạ? À? Đang gì mọi người? Đang bị âm hóa. Thế thì người mình có bị ảnh hưởng không ạ? Cơ thể này của chúng ta có ảnh hưởng không mọi người? Rất dễ bị ảnh hưởng. Thế nên nếu chúng ta không để ý cái sự mất cân bằng không chỉ của bản thân mình mà còn cả môi trường sống nữa, thế thì ngay lập tức bất kỳ lúc nào chúng ta đều gặp phải tình trạng dễ bị mất cân bằng âm dương. Nhưng rất may mắn khi chúng ta nhận thức được rằng chúng ta mất cân bằng âm dương, thì ngay lúc đó chúng ta sử dụng hơi thở âm dương khí công vũ trụ để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng này. Người mình lạnh quá thở vài đường dương, người mình nóng quá thở vài đường âm. Tôi lấy ví dụ nôm na như vậy thôi. Và rất nhiều các cái tình trạng, cái hoàn cảnh khác nhau nữa chúng ta sẽ khám phá dần trong 10 buổi học. Nhưng tôi đang cố gắng làm sao chia sẻ với các quý cô bác anh chị, đặc biệt là những người mới, hiểu được rằng cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta biết về âm dương. Được không ạ, mọi người? Mọi người có rõ phần này không ạ? Có cảm giác nó bị mơ hồ không ạ? Nó rất là gần gũi mà. Âm dương nó rất gần gũi trong cuộc sống. Nó cứng và mềm, trương nở, co lại. Đúng không ạ? Dài ngắn, cao thấp, trong ngoài. Cái gì có âm, có dương. Người vợ, người chồng là âm dương. Đúng không ạ? Đó. Nghĩa là khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ có cái cách để có thể điều chỉnh. Trong cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dần đi tìm hiểu về từng thứ một. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về thở đường dương là như thế nào. Chúng ta còn một cái phần rất là quan trọng nữa sau cái buổi ngày hôm nay, đó là các cô bác anh chị cần phải liệt kê đầy đủ các chứng bệnh đang có sẵn trong người của mình để buổi hôm sau chúng ta cùng để nhận biết được rằng cái bệnh này của mình nó thiên về âm hay thiên về dương. Còn nếu các cô bác anh chị mà không liệt kê ra các bệnh đó ra, chúng ta không thể nào biết được. Người đồng ý không ạ? Buổi ngày hôm nay sau mọi người về, đây cũng chính là một phần bài tập mà các cô bác anh chị phải làm sau cái buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thở đường dương. Thở đường dương hay còn gọi là thở trên mạch nhâm. Nhâm đốc là hai từ về Đông phương học, nhưng chúng ta bỏ qua cũng được. Chúng ta có thể tưởng tượng là thở đường dương là thở ở phía đằng trước cơ thể của mình. Trước mặt mình nha mọi người đây. Còn thở đường âm là thở ở phía đằng sau. Đơn giản đúng không ạ? Nhâm là trước, đốc là sau, dương là trước, âm là sau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thở ở phía đằng trước người. Thở đường